Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký quyết định số 458 QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2024 phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026. Quyết định nêu rõ phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Văn Hiệp do Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Trước đó, ngày 19 tháng 4, tại kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa 10 đã bãi nhiệm tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân khóa 10, bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Văn Hiệp. Lý do là ông Trần Văn Hiệp đã vi phạm pháp luật. Ngày 2 tháng 1 năm 2024, Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Hiệp về tội nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo. Mở rộng điều tra vụ án xác định ông Trần Văn Hiệp đã có hành vi nhận hối lộ liên quan đến dự án khu đô thị thương mại dịch vụ nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng.